bước thềm. Ui, sắt luôn giữa đường luôn anh ạ. Em không nhìn thấy gì đúng không? Nhìn đúng kỳ nào. Em vùng người nhìn thấy luôn. Ôi sao nguy hiểm thế. Vai trưởng luôn. Mẹ để sắt thò lò ở giữa đường. Ông mưa rồi à? Gì vậy? Gì bố? Đây là đâm mà. Đập đầu kính luôn. Đập vào luôn. Đập vào kính luôn. Được. Vỡ là ấy luôn. Vỡ vào kính luôn. Đau, vỡ đấy đau. Đập mạnh. Ông kia vừa đèn đỏ sao ấy? Ông kia vừa đèn đỏ rồi. Grab vừa đèn đỏ rồi. Grab vừa đèn đỏ mà. Taxi đi đúng mà. Vỡ hết cả. Bốn mét. Bắn lên kính mà. Nhanh như vượt đèn đỏ nhanh mà. Trong sản phẩm chính hãng có mô đề phân phối giảm tới 50% trước tháng gia đình Việt Nam kia nhà mình ơi. Chương trình kéo dài từ 14 tháng 6 đến 30 tháng 6 tháng gia đình. Giờ shop linh đình đến khu đệm ngay thôi. Ui đi còn mẹ. Xịt lốp luôn vãi lùn. Có thể xe nó đi chiều này nhỉ. Đấy. Ngược chiều xong rồi quay lên đường trên cao. Đấy. Ghi biển số xe này. Đấy, xong rồi lùi tắt cái đường này. Đấy, chui ở trong ngõ này ra. Đi ngược chiều. Xong rồi quay đầu lên đường trên cao đây. Chỉ đi thêm một đoạn nữa quay đầu có sao đâu. Này mà công an không xử lý được. Xong rồi. Xong rồi. Vỡ mẹ gương xe kia rồi. Hai thằng vỡ gương luôn. Thằng này đi sai. Thằng này vỡ gương, thằng kia cũng vỡ gương luôn. Thằng này đi sai, ngu chết. Mẹ làm mày đéo nhường đường tí nào đây, nhìn cái thái độ của xe này. Rốt lắm, để thế thì chết. Đánh gọn vào anh ấy. Do giọng nói của Nhật á, tại vì nghe cái giọng của Nhật là mười tuổi ra một cái chàng trai rất là tình cảm.